Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 quân huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Supersướng.vn thì đã thay đổi hoàn toàn mới và không còn như trước nữa, và có một cái sự kiện trung thu nó lên tới tận 200% giá trị thẻ nạp. Là như các bạn nạp 100.000 thì các bạn sẽ được gấp đôi hay gấp ba. Cái đó nhân 200 thì mình cũng biết chắc như là được 200.000. Đây 1 nhân 2, ví dụ 200.000 các bạn sẽ được 400.000, kiểu như vậy. Thì nôm na rằng sự kiện ngày hôm nay thì nạp 20.000 thẻ cao sẽ được 25k, nạp càng nhiều thì được khuyến mại càng cao, 50k, 70k và đặc biệt 500k các bạn sẽ được 1.2 triệu. Thì các bạn sẽ mua một cái nick 1.2 triệu, và đặc biệt nữa thì đây mới là nhân mấy, nhân 100 mấy chục phần trăm mình rõ nhá. Các bạn sẽ được, khi các bạn vào shop các bạn sẽ vào cái mục liên quân này, các bạn này danh mục liên quân này, các bạn thấy chưa? Đấy, xem tất cả này. Đấy thì trong mỗi cái nick nó sẽ được giảm giá. Giảm giá thêm 50% nữa. Đấy, 50%. Thì cái nick này các bạn chỉ nạp có tầm 500.000 thôi. Thay vì 2.6 triệu mà các bạn chỉ còn có 500.000 các bạn mua được, thì nó giảm gấp 5 lần. Thì các bạn nạp tiền vào thì ưu tiên thẻ Viettel các bạn nhé. Và tiếp tục, nếu các bạn mua qua ATM thì các bạn hãy liên hệ qua mình với số điện thoại ở trên Zalo đấy. Rồi tiếp tục. Và cái shop của mình thì như bạn nói biết thì rất giống những cái shop như Mobile Việt hay các thứ hình tính. Thì có thêm những cái vòng quay là floating hề này, skin có quay skin các bạn nhé, vòng quay full skin này, skin tuyệt sắc này, skin Zenitsu Akatsuma này, vòng quay sủ mệnh. Thì hiện tại mình sẽ review quá tạm thôi, còn mỗi ngày mình sẽ review từng mục cho các bạn ra những cái mục nào nó tốt hay không thì mình sẽ từ từ hướng dẫn các bạn. Và đừng quên rằng hãy mua nick tại shop Supersướng.vn các bạn nhé, đặc biệt có sự sẵn ở quân huy này các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ nói đến một vị tướng A ơi, mà dành cho những bạn biết chơi và những bạn chưa biết chơi A ơi. Chỉ vì một clip sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể hiểu biết và chơi với A ơi thật tốt. Và mình sẽ không nói về những cái điểm lý thuyết hoặc những cái nội tài hoặc những cái mà trong sách vở làm gì các bạn sẽ hiểu. Từ khó hiểu. Đây là cái pha này. Đây, dùng chưa một lao lên đánh thương. Có một mảng ngon ơ luôn. Vé vé cấp rừng của chúng tôi à. Đấy. Thì mình sẽ tạm bỏ qua những cái lý thuyết đọc những cái chiêu thức vì tướng ai ơi, mà mình sẽ đi tóm tắt cho các bạn dễ hiểu luôn. Muốn hiểu vì tướng ai ơi thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng A ơi tiếp cận bằng chiêu 2. Đấy, cái combo tiếp cận của vị tướng A ơi đó là kết hợp chiêu 2 và chiêu 1. Thì nó sẽ có hai cách tiếp cận. Tiếp cận thứ nhất đó chính là các bạn dùng chiêu 2. Khi nào chiêu 2 va vào một vị tướng đó đấy thì nó cũng sẽ rơi vào vị trí vị tướng đấy. Hoặc nếu chúng ta chiêu 2 không trúng vị tướng thì chúng ta sẽ kết hợp chiêu 1 để chúng ta đạt và rơi vào một vị trí mà chúng ta sẽ mong muốn. Đấy, vừa rồi là một pha combo. Combo này thì chắc tất cả các bạn biết rồi. Thì combo đầu tiên muốn tiếp cận mục tiêu đó chính là combo 2 và chiêu 1. Và cái thứ hai đó chính là cái nội tại. Nội tại của A ơi thì mình sẽ không cần phải giải thích nhiều, mà các bạn hãy nhìn cái chấm màu vàng. Màu vàng ở trên 4 cái nội tại đấy. Thì khi muốn lao vào combat, các bạn có điều kiện thì bắt buộc phải có cái nội tại chiếu vàng. Đây các bạn hãy xem này, đây lao vào VDS đập luôn. Đấy, đánh ổ đó. Đập cái nội tại chiếu vàng đấy là cái đòn đánh đau nhất của vị tướng A ơi, và là sát thương to gần nhất của vị tướng A ơi này. Cho nên bắt buộc tất cả các bạn, ôi từ chiêu 3 chim cút phát rồi, chiêu 2 chạy, trời ơi cái pha này không bắn được cái con rồng các bạn ạ. Đấy, mình sẽ nói lại một chút, các bạn cần nhớ cho mình. Thứ nhất là combo lao vào của vị tướng A ơi, và tiếp theo đó chính là cái nội tải của A ơi. Khi các bạn nắm rõ được hai cái điểm đấy thì các bạn sẽ bắt đầu là vào như thế nào. Đấy, và trận đấu này thì mình sẽ lên cho vị tướng A ơi về full sát thương. Full sát thương thì sẽ giúp cho vị tướng A ơi nó farm tốt hơn so với cái điều Leviathan. Nhưng mà đổi lại nó sẽ màu giấy. Và đặc biệt rồi, khi lên full đam thì chúng ta sẽ chơi A ơi theo một thế trận Snowball ngay trận đấu, và đánh nhau và có lợi thế ngay từ đầu. Rồi, đấy các bạn nhé. Rồi tiếp tục này, khi tất cả các bạn vào bất kể một giao tranh nào đi chăng nữa, bắt buộc các bạn sẽ phải có cái nội tài màu vàng. Màu vàng đi, mình nói như vậy cho các bạn dễ hiểu. Thì muốn lấy cái nội tài như nào? Thì khi các bạn dùng mỗi chiêu thức thì các bạn sẽ được một lần nội tài. Và đến nội tài lần thứ tư thì sẽ cho ra cái chấm màu vàng đấy. Thì chấm màu vàng đấy
thì chúng ta sẽ phải đánh thương thì nó mới mạnh. Cho nên khi tất cả các bạn đi gánh hay đi đánh nhau thì bắt buộc phải có cái nội tài. Cái nội tài đấy ngoài được sát thương to thì nó sẽ được giảm thời gian hồi chiếu, giúp cho tất cả các bạn combo thật là nhiều lần combo. Đây, cái pha này mình có cái chấm vàng nhá. Đây, mình sẽ đi gánh luôn thằng này. Đây, đấy, dễ fit các bạn nhá. Đấy, rất là đau các bạn. Chưa cần phải dùng chiêu bán. Chưa cần phải dùng chiêu bán. Và vừa rồi mình đã dùng cái bộ combo. Khi có cái nội tài chấm vàng, mình kích hoạt chiêu 2 và chiêu 1. Đấy, chiêu 2 dùng như thế nào? Cái này các bạn bắt mình hướng dẫn các bạn. Đơn giản thôi. Đấy, combo dùng chiêu 2, xong chiêu 1 vào người nó. Xong như nào? Đánh thương các bạn ạ. Khi các bạn cảm giác đánh thương xong mà chiêu 2 vẫn còn thì các bạn hãy dùng chiêu 2 vào người nó, thì nó sẽ auto răng hất tung vị tướng đấy một nhịp, làm cho đối phương nó sẽ bị chậm một nhịp, và mình sẽ tiếp tục gây cái lượng đám liên hồi và cái lượng sát thương rất là to. Đây các bạn hãy nhìn này, có chấm vàng, có chấm vàng phát là mình đấy đánh nó liền đấy các bạn thấy chưa, có chấm vàng là đánh. Bởi vì sao? Cái chấm vàng này ngoài cái lượng sát thương to ra thì nó sẽ giúp cho mình có thời gian hồi chiêu. Đấy. Và thực sự rằng là mình không biết đã có ai chia sẻ cái chấm vàng này chưa, nhưng ở trong clip cầu cương lao này thì mình hy vọng các bạn, trừ những cái trường hợp như thế này gọi là bất khả kháng hoặc là rất là nhanh cần đột biến hoặc cần nhanh thì chúng ta không thể lấy nội tài. Nhưng nếu những trong tình huống mà chúng ta chủ động được combat thì các bạn hãy lấy cho mình cái chấm vàng bằng cách xả chiếu thức ra để đấy đánh quái đấy, đấy đánh quái như thế này này đấy, sẽ có cái nội tài, cứ đến lần thứ tư thì sẽ được cái chấm vàng. Đấy, chuẩn bị rồi, tiếp tục đây chấm vàng này. Đấy, xả chiếu phát này chấm vàng này. Ôi dễ fit rồi, tao đập mi luôn. Đấy đấy đấy, ôi cái pha này, ôi thằng này mạnh thế. Ôi sắm rồi, sắm rồi, chưa một đứt quá tức. Ôi rồi chưa một trúng tưới anh em ấy, không chạy được cái pha đấy. Rồi cái pha này thì đương nhiên rồi, mình hơi ảo tưởng sức mạnh một chút, bởi vì là mình nghĩ mình phun đá mình rất là mạnh rồi, cho nên là mình không ngờ tôi dễ fit, khổ lắm dễ fit nó trâu anh em ạ. Rồi không sao, cho nên là chốt ở cái clip này mình chỉ muốn gửi gắm cho tất cả các bạn những cái điều mà các bạn xem các bạn sẽ hiểu luôn mình tưởng ai ơi, đó chính là combo 2-1. Đấy, combo 2-1 là cách tiếp cận của vị tướng A ơi. Thì chiêu 2 phải sản bắc bơ tương càng rộng thì các bạn sẽ được bay càng cao, được bay càng xa các bạn nhé. Đấy, và combo rồi thì mình sẽ không nói tới. Và muốn combo vào thì phải có nội tài. Và khi muốn có nội tài rồi thì các bạn sẽ lao vào bắt buộc phải đánh thương để kích hoạt cái nội tài màu vàng đấy. Thì các bạn sẽ được hồi luôn chiếu thức chiếu 1 và chiêu 2. Thì tùy vào những cái tình huống. Đây, pha này chiêu 3 thì chạy rồi. Tùy vào những tình huống các bạn sẽ combo tiếp và sẽ chạy là tùy thuộc vào cái tình huống đấy. Rồi, mình sẽ nói đến chiêu 3. Chiêu 3 của vị tướng A ơi là một chiêu thức gọi là rất là an toàn. Nó có thể giúp cho A ơi chạy thoát trong cái giao tranh rất tốt, và đặc biệt có thể giúp cho A ơi tấn công rất là tuyệt vời. Đây, pha này mình có nội tài chiêu 3 này. Các bạn hãy nhớ này, nội tài vàng này. Các bạn hãy nhớ cho mình, khi nào các bạn đấy cơn lao đi đánh nhau là đều sẽ có cái nồi tài màu vàng đấy. Đấy, nó rất giúp cho ai ớt rất mạnh. Cái điểm này chia sẻ mình luôn nhấn mạnh vào cái nồi tài này để các bạn biết được rằng chơi A ơi phải có nồi tài màu vàng các bạn mới đánh nhau được tốt đấy, hãy nhớ nhá. Rồi tiếp theo chiêu 3. Chiêu 3 này thì tất cả các bạn thấy mình rất ít dùng trong cái clip này, hầu như mình chỉ dùng trong những cái pha gọi là né sát thương là phần nhiều đấy. Bởi vì sao ạ? Chiêu 3 này mình chỉ rất ưa dùng nó. Một là kết liễu ngay đối phương, hai là mình sẽ bay vào trong những cái pha bay vào những cái pha combat 3-3, 4-4, 5-5 đấy, mình sẽ bay vào dùng chiêu 1 đánh thương phát là kích hoạt chiêu 3 để né tàu thoát liền đấy. Cho nên là chiêu 3 này của A ơi để mà nói dùng thế nào cho hiệu quả thì bởi vì mình sẽ vận dụng một cái điểm mạnh của vị tướng ngoài việc sát thương ra, thì khi trong quá trình vận khí đan điền ấy thì A ơi sẽ được loại bỏ sát thương, thì mình sẽ vận dụng cái điều đấy để mình có thể né được toàn bộ chiêu thức của team địch xả vào trong những lúc mình bay vào 3-3, 4-4, 5-5. Cho nên chiêu 3 này thì nó thuộc về gọi là cái kỹ năng cá nhân của mỗi người, phán đoán tình huống. Cái này mình có thể hướng dẫn các bạn là bay vào combat thì 3 giây 6 dùng chiêu 3 nha, cái đó không thể hướng dẫn được bởi vì nó nằm ở trong cái kỹ năng định hướng và cái kỹ năng cá nhân. Còn combo chiêu 2, chiêu 1 và cái nội tài này thì ai cũng có thể làm được, miễn các bạn chơi vị tướng A ơi, các bạn cứ xả chiêu thức phám lĩnh thì các bạn có được cái nội tài chiêu màu vàng đấy. Khi có nội tài màu vàng đấy, chúng ta sẽ chủ động combo 2-1 vào giao tranh đấy. Chẳng hạn cái pha này mình không có thì mình sẽ không đánh nhau, mình sẽ phám chủ đấy. Rồi
Đấy các bạn thấy chưa? Cho nên tổng chốt clip này thì hy vọng các bạn đã xem trong clip này thì mình nghĩ các bạn sẽ chơi AOS thật tốt hơn. Các bạn thử vào đi, thử vào chơi một trận đấu mà có cái nồi tài MOBA. Các bạn combo vào các bạn thấy mạnh lắm không? Mạnh lắm anh em ạ, rất là mạnh, bởi vì nó được hồi chiếu liên tục luôn. Rồi, mình xin chúc các bạn chơi vị tướng AOS này thật tốt và clip này để nó kết thúc rồi. Và các bạn nào có nhu cầu những vị tướng khác thì hãy comment phía dưới nhé. Và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau với tất cả các bạn đấy mai. Yeah, bye bye.